Thế Hùng và Lan Vy kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Gương sáng quanh ta. Một điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Lan Vy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tính đến tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh Ninh Thuận có 26 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 112 hợp tác xã. Kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh ta đã có bước phát triển, chuyển đổi mô hình hoạt động, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Để duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã có hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm đặc thù, xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn gần một tháng nữa mới bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, nhưng hiện nay nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng vô cùng phấn khởi vì được thương lái đàm phán thu mua tại vườn với giá rất cao. Điều này không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho nông dân mà còn cho thấy tiềm năng lớn từ cây sầu riêng của tỉnh Đắk Nông. Canh tác hơn 2 hecta sầu riêng Thái đã 10 năm tuổi, ông Hoàng Văn Phú ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp vô cùng phấn khởi vì năm nay giá sầu riêng tăng cao vượt kỳ vọng. Mặc dù phải gần một tháng nữa mới vào vụ thu hoạch chính, nhưng toàn bộ vườn sầu riêng của gia đình ông đã được các thương lái đặt hàng với giá 60.000 đồng trên 1 kg. Với 2 hecta, dự kiến sẽ thu được 50 tấn quả. Với giá như hiện tại, vụ sầu riêng năm nay ông Phú thu về gần 3 tỷ đồng. Số lượng thì nó không bằng năm ngoái, nhưng mà về cái sản lượng thì được, lý do vì trái năm nay đẹp và tốt, to, cân đối. Bà con đến mua vườn rồi là chốt giá thì hai cái là người dân chúng tôi rất là phấn khởi. Như giá thị trường bây giờ là chốt trong vườn là 60.000 một ký đấy. Theo một số chủ vựa, doanh nghiệp thu mua sầu riêng trên địa bàn, giá sầu riêng năm nay tăng mạnh là do nhiều vùng trồng sầu riêng đã được cấp mã vùng trồng. Điều này khiến sầu riêng Việt đã được nhập khẩu theo đường chính ngạch vào Trung Quốc, thị trường quan trọng bậc nhất của loại trái cây này ở thời điểm hiện tại. Mặt khác, hiện nay nhu cầu tiêu thụ loại trái cây đặc sản này cũng tăng mạnh. Giá sầu riêng đang tăng đã mang lại niềm vui lớn cho bà con nông dân canh tác loại trái cây này. Tuy nhiên, với tốc độ bùng nổ, tăng diện tích, phá vỡ quy hoạch như hiện nay, thì chỉ trong vài năm nữa, nguy cơ nông dân trồng sầu riêng sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn trồng chặt, chặt trồng do khủng hoảng thừa. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thông qua việc đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt trên 17.000 tỷ đồng. Thực hiện công điện 470 ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ như xúc tiến thương mại, tiếp cận khoản vay, hỗ trợ thủ tục về thuế. Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp như tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất hợp lý, quy trình thủ tục thuận tiện, minh bạch. Kết quả dư nợ cho vay ước đến tháng 6 năm 2023 của chương trình cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 26.100 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 17.100 tỷ đồng, tăng gần 2,5% so với đầu năm. Cho vay công nghiệp hỗ trợ 6.000 tỷ đồng, tăng trên 44% so với đầu năm. Cho vay xuất khẩu 1.500 tỷ đồng, tăng trên 48%. Tín dụng chính sách 6.794 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Để vận hành an toàn ổn định hệ thống lưới điện truyền tải điện Ninh Thuận thuộc công ty Truyền tải Điện 3 đang đẩy mạnh chuyển đổi trong cách làm, tận dụng sức mạnh của công nghệ số để nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ đó,
Đến nay, 100% tài liệu kỹ thuật của các đường dây 500 kV, 220 kV và trạm biến áp đã được số hóa toàn bộ. Đến nay, truyền tải điện Ninh Thuận đã trang bị 4 thiết bị bay không người lái và 6 camera giám sát phục vụ quản lý vận hành lưới điện, lắp thử nghiệm camera giám sát nhiệt độ tại trạm biến áp 220 kV thấp chậm. Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện, thời gian tới, truyền tải điện Ninh Thuận sẽ tăng cường kiểm tra giám sát an toàn công việc trên lưới điện bằng hình ảnh, đưa tín hiệu chuông cảnh báo từ hệ thống máy tính điều khiển trạm biến áp lên điện thoại smartphone. Đồng thời, ứng dụng mã QR code để quản lý kỹ thuật tại tất cả các tủ bảng thiết bị trạm biến áp. Ngoài ra, đơn vị sẽ tổ chức phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong lao động sản xuất, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị trong công ty, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc cũng như trong quản lý vận hành lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, những tháng hè là thời điểm nắng nóng cao điểm tại Ninh Thuận, nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình vì thế cũng tăng cao. Bên cạnh nhiều giải pháp về mặt chuyên môn được các sở ngành địa phương, nhất là ngành điện thực hiện, công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, hộ gia đình trong việc sử dụng điện tiết kiệm cũng được chú trọng. Ra tắt, vào mở, rút các phích cắm điện khi không sử dụng là thói quen được gia đình anh Châu áp dụng để vừa tiết kiệm vừa sử dụng điện an toàn. Khi mình đi mình là mình rút hết, tự có từ nhỏ đồ là nó không an toàn. Khi đi ra đi mình đi rồi mình tắt quạt, tắt điện, mở mà mình đi là nó phí. Còn với anh Trung, việc tiết kiệm điện được anh áp dụng trong chính công việc hàng ngày của mình. An toàn là trên hết. Rồi hở cái gì mà hở có xài thì mình hở có lúc mình cần thì mình mở, còn không mà mình phải tắt hết cho nó an toàn. Cùng với việc chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện của người dân, các đơn vị thuộc Điện lực Ninh Thuận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả. Bà con là cứ ngỡ rằng mở tủ lạnh lên là nó chỉ có làm lạnh thôi, nhưng mà trong đó là nó có nhiều cái chế độ nhưng mà mình chưa hiểu được. Nhưng mà thông qua đợt tập huấn này là mình hiểu thêm những cái kỹ năng và để chúng ta thực hành tiết kiệm điện. Các buổi tập huấn này thì bản thân cũng như các người mà cùng tham gia tập huấn là hiểu rõ hơn nữa để về sau này là biết cách để sử dụng điện sao cho hợp lý và phù hợp với gia đình. Thống kê của Điện lực Ninh Thuận cho thấy, 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 7,199 triệu kWh, tương ứng 2,22% sản lượng điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2023. Nếu chỉ tính riêng trong tháng 5, số lượng điện được tiết kiệm lên đến 1,69 triệu kWh, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Thông qua các cái buổi tuyên truyền tập huấn hôm nay, thì mong muốn là bà con sẽ cập nhật và sử dụng hiệu quả các cái thiết bị đơn giản trong gia đình mình thôi, là đã góp phần giảm cái chi phí điện tiền điện, quan trọng nhất là an toàn trong sử dụng điện. Thực tế cho thấy, việc sử dụng tiết kiệm điện ở Ninh Thuận đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục của nhiều người dân, doanh nghiệp và cả cộng đồng. Với rất nhiều các giải pháp hiệu quả đang được triển khai, Ninh Thuận không chỉ hướng đến mục tiêu ổn định nguồn điện sử dụng, mà còn góp phần chung tay cùng cả nước sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng quốc gia. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Theo thống kê trên địa bàn huyện Bắc Ái, hiện có 37 người có uy tín trong cộng đồng ở 38 thôn thuộc 9 xã. Trong những năm qua, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Ái đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của họ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, thời gian tới, huyện Bắc Ái sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín theo quyết định số 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ để động viên khích lệ người có uy tín, kịp thời biểu dương khen thưởng khi người có uy tín có thành tích xuất sắc, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng,
tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn ra ngày càng cực đoan, bất thường, gây tổn thất lớn về người và tài sản. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, ứng phó với thiên tai nói chung, các công trình thủy lợi, thủy điện nói riêng. Tại các hồ chứa của nhà máy thủy điện Buôn Tu Sát, Buôn Cốp, Serebop 3, công ty thủy điện Buôn Cốp đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống thu thập dữ liệu thủy văn, cảnh báo lũ và xây dựng bản đồ số vùng hạ du. Dữ liệu thực từ các trạm quan trắc được kết nối về trung tâm và làm cơ sở dữ liệu để xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về cho các hồ chứa. Đây là những yếu tố giúp đơn vị lập kế hoạch, phương thức vận hành tối ưu nhà máy, cùng với ứng dụng công tự động hóa trong quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk còn tạo nhóm trên Zalo. Khi có thông báo hoặc tình huống thiên tai xảy ra, sẽ đăng lên để các thành viên nhanh chóng được tiếp cận và Ban Chỉ huy tỉnh sẽ chỉ đạo giải quyết các vấn đề kịp thời. Các địa phương cũng đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp và cũng đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai, rồi phân công nhiệm vụ cho các thành viên sẵn sàng là ứng phó với thiên tai xảy ra ở các địa phương. Để ứng phó với tình hình thiên tai ngày càng khốc liệt, tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn ở các lưu vực sông hồ, hồ chứa nước lớn. Các bản đồ rủi ro từng loại hình thiên tai được xây dựng ngày càng chi tiết, đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin tham mưu phục vụ lãnh đạo các cấp chỉ đạo điều hành, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, số trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng với nhiều ca bệnh nặng. Toàn tỉnh đã ghi nhận một ca tử vong do mắc tay chân miệng. Ngành y tế đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm phòng và điều trị bệnh, giảm thiểu tỷ lệ tử vong. 6 tháng năm nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 326 ca mắc tay chân miệng, phân bố ở 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố, ghi nhận một trường hợp tử vong ở huyện Vạn Ninh. Thời gian ghi nhận số ca mắc tay chân miệng cao nhất vào tháng 6, vượt qua trung bình 5 năm, từ năm 2018 đến 2022, nằm trong ngưỡng cảnh báo dịch. Trường hợp mắc tay chân miệng chủ yếu trong nhóm từ 36 tháng tuổi trở xuống, chiếm 78,5%. Tay chân miệng thường bị nhầm lẫn với sốt mọc răng do cùng có triệu chứng chảy nước bọt kèm sốt. Bệnh cũng thường bị nhầm với sốt phát ban, dị ứng, rôm sảy. Dự báo dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp trong thời gian tới do sự xuất hiện của chủng virus EV71 lây lan nhanh, độc lực cao. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của ngành y tế, phụ huynh còn quan sát theo dõi trẻ dưới 5 tuổi, rửa tay thường xuyên cho trẻ, vệ sinh đồ chơi, vệ sinh nhà cửa bằng xà phòng, dung dịch Javel hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Trẻ mắc bệnh còn được cách ly, tránh lây nhiễm cho trẻ khác. Trẻ bệnh còn theo dõi sát, phát hiện sớm dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục khó hạ, nôn ói nhiều, giật mình chơi với, run tay chân, đưa đến viện kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Đại Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã triển khai mô hình thu gom rác thải không tiếp đất đến tất cả các hộ dân trên địa bàn. Qua đó, rác thải đã được thu gom, tập kết đúng nơi quy định. Tuy nhiên, tại các khu vực giáp ranh với các địa phương khác, tình trạng đổ rác bừa bãi vẫn diễn ra, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị. Bãi phế liệu xây dựng trên đường Phan Đăng Lưu ở khu phố 3 phường Đại Sơn. Những người lợi dụng bãi đất trống để đổ trộm phế liệu này không phải là người dân trong khu phố, mà là người từ địa phương khác. Cái đống rác này là không phải cái khu phố 3 phường Đại Sơn, nhưng mà những đối tượng ta đổ lén ban đêm đó, nó lén lút từ xã thải nó đem vô địa phương là có xử lý rồi. Tuyến đường ven kênh Chà Là thuộc địa phận phường Đại Sơn giáp ranh với xã Thanh Hải, rác được người dân đóng vào các bao tải vứt la liệt bên đường. Cứ 2 đến 3 ngày, ông Lê Văn Hoang, trưởng ban quản lý khu phố 3 phường Đại Sơn lại phải đi gom để đốt. Nghe người dân xung quanh báo lại là từ ở ngoài Thành Hải á, người ta sống ở rẫy, người ta không có bỏ rác đúng nơi quy định mà người ta cứ chở xe hoa lâm đến và người ta tập trung mà người ta đổ ở đây rồi người ta chạy.
khi mà đổ rồi bỏ chạy chứ không có đứng này lâu, cho nên là cái vấn đề mà bắt người ta rất là khó. Việc bỏ rác không đúng nơi quy định thường diễn ra vào ban đêm hoặc những thời điểm vắng người. Ủy ban nhân dân phường Đại Sơn đã cho lắp camera giám sát và đã xử lý được một vài trường hợp. Thế nhưng, con số 2 trường hợp bị xử phạt hành chính vì bỏ rác không đúng nơi quy định quá nhỏ so với số người vi phạm nên chưa đủ sức răn đe. Phối hợp với các địa phương liên quan để cùng tuyên truyền vận động bà con và có cái hướng xử lý để công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Địa phương cũng đã cử lực lượng công an và các lực lượng khác cũng mật phục đã xử lý một số trường hợp liên quan đổ rác thải không đúng nơi quy định. Để đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực giáp ranh, cần có cơ chế phối hợp quản lý giữa chính quyền hai địa phương. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức lực lượng theo dõi, xử lý nghiêm hành vi xả rác gây ô nhiễm môi trường, cũng như công khai danh tính tại nơi cư trú. Có như thế mới ngăn chặn triệt để tình trạng xả rác bừa bãi. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió tây nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Lan Phi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cơn sáng quanh ta. Mời Lan Phi. Cảm ơn anh Thế Hùng. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 65, nhưng bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở thôn Đá Bắn, xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải vẫn chưa được nghỉ ngơi. Dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày bà vẫn giúp việc cho người dân địa phương để kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Điều đáng nói, dù công việc vất vả, nhưng ngoài thời gian làm việc, hàng ngày bà Lệ vẫn tự nguyện quét dọn cho con đường nội thôn Đá Bắn sạch sẽ. Dù ngày nắng hay mưa, gần 20 năm qua, bà luôn lặng thầm làm công việc không công nhưng đầy ý nghĩa này. Bà được người dân nơi đây cảm mến, đặt cho cái tên đầy thân thương, bà Hai Chổi. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, bà Lệ vẫn cần mẫn quét dọn sạch sẽ các tuyến đường từ đầu xóm đến cuối xóm. Bà cẩn thận cậy từng hạt nêm bám chặt trên mặt đường, dọn sạch sẽ rác trong từng luống hoa, rồi cẩn thận thu gom vào bao, chuyển ra điểm tập kết. Mình quét cái đường nó sạch á, thì mình ngồi ở nhà mình nhìn lên nhìn xuống mình thấy nó đẹp á. Tự nhiên cái mình thích quét vậy, đâu có ai làm đâu, người ta nói mình cứ làm càng ấy, mình càng nói thì mình càng làm luôn. Cứ nghĩ thành cái thói quen. Từ năm 2006, khi các tuyến đường ở thôn Đá Bắn chưa được bê tông và cũng chẳng mấy ai quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường cho thôn xóm. Thấy vậy, bà Lệ tự mình ra quét dọn vệ sinh cả tuyến đường. Ban đầu thấy lạ, có người còn nói lời khó nghe. Thế nhưng bà Lệ vẫn bỏ ngoài tai, hàng ngày vẫn cần mẫn quét dọn để con đường luôn sạch sẽ. Lâu dần, người dân thôn Đá Bắn cũng thay đổi cách nhìn và hành động đẹp này ngày càng lan tỏa. Ở đây mà có cổ cũng tụi em cũng được may mắn. Lúc nào đi ra con đường cũng sạch sẽ. Có rác là cô đó dọn, cho nên nhiều lúc em khâm phục cái nghị lực của cổ. Mình thấy cổ như vậy mình cũng bị ảnh hưởng theo chứ. Thật sự nhiều lúc mình cũng đóng góp một phần nào đó để mà muốn đường xá chỗ nào nó cũng sạch sẽ hết. Ở địa phương mà như có như cô Lợi như thế này thì nông thôn mới nó sẽ coi như nó sẽ hoàn tất. Đó, mà nó giữ vệ sinh môi trường ở địa phương nó rất tốt hơn. Đã thay hàng trăm cây chổi, đã có lúc ngã bệnh, nhưng bà Lệ chưa bao giờ để rác vương vãi trên tuyến đường. Bà làm việc vì cái tâm của mình để thôn xóm luôn sạch sẽ. Cô nhìn cô khó chịu lắm. Cô nói thiệt luôn á, chỉ tối quá không thấy đường nào quét nữa là cô mới ấy cho cô quét, thấy đường cô vẫn đi quét à. Nắng mưa gió gì thì cô làm quét toàn đường này cũng như là vệ sinh của đoạn đường thì luôn là sạch sẽ và được người dân đồng tình ủng hộ. Đó là một việc làm rất là đáng ghi nhận. Và bà con cũng là đồng tình trên cái việc làm của cô và cũng là nhiều người cũng là đang muốn phát huy để thực hiện trên tinh thần như cô Lệ đó. Gần 20 năm nay, tiếng chổi tre chưa một ngày ngừng vang lên để tuyến đường chính của thôn Đá Bắn vẫn luôn sạch sẽ tươm tất. Nay bà Lệ tuổi đã cao, việc quét dọn không còn dễ dàng như trước. Nhưng lối sống tích cực vì cộng đồng của bà đã lan tỏa khắp thôn Đá Bắn. Để từ đây không chỉ một mà còn nhiều con đường ở đây luôn sạch, đẹp.
Vừa rồi là một gương sáng quanh ta, sau đây biên tập viên Thế Hùng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời Thế Hùng. Cảm ơn Lan Vy. Gần 20 tấn vải tươi Việt Nam phân phối tại các siêu thị Hoa Kỳ. Thông tin đăng tải trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam sẽ mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay. Theo đó, gần 20 tấn quả vải tươi được vận chuyển theo đường biển đã nhập khẩu thành công, chính thức được phân phối, bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertsons tại các tiểu bang bờ Tây Hoa Kỳ, trong đó có Washington, Oregon và California. Để góp phần đưa quả vải Việt Nam tiếp cận mạnh mẽ hơn nữa, người tiêu dùng Hoa Kỳ chi nhánh thương vụ tại San Francisco sẽ phối hợp với hội doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ, các tổ chức doanh nghiệp triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông trên các kênh thông tin, đặc biệt là trên các mạng xã hội. Tổ chức gian hàng trưng bày và bán quả vải tại một số khu vực chợ của người Việt, người châu Á. Tổ chức hoạt động nếm thử giúp người dân làm quen và yêu thích quả vải, từ đó thúc đẩy việc tiêu thụ loại trái cây này. Nằm trong loạt bài đánh thức tiềm năng phát triển vận tải thủy nội địa, chuyên trang kinh tế báo Đại biểu Nhân dân đăng tải bài 1 nhan đề vì sao cần tập trung phát triển vận tải thủy nội địa. Phân tích vấn đề này, bài báo cho hay với 2.360 sông kênh, tổng chiều dài khoảng 41.900 km, phát triển vận tải thủy nội địa không chỉ giúp Việt Nam phát huy tiềm năng tự nhiên sẵn có, mà còn là lời giải hữu hiệu cho bài toán chi phí lợi ích, góp phần cụ thể hóa mục tiêu Net Zero, phát thải ròng bằng không, vào năm 2050. Việt Nam có lợi thế rất lớn để phát triển giao thông thủy nội địa, song thực tế vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Minh chứng là mức đầu tư kết cấu hạ tầng vận tải đường thủy nội địa còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 2% tổng mức đầu tư toàn ngành giao thông vận tải trong giai đoạn 2001-2020. Một số địa phương chưa quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho công tác điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. Như vậy, để có thể tăng thị phần vận tải thủy nội địa theo yêu cầu của Quốc hội là thách thức không nhỏ đặt ra không chỉ cho ngành giao thông vận tải. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn và lắp máy hai trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn, giúp tăng cường bảo đảm điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng năm nay. Bài viết trên báo Hà Nội Mới cũng thông tin thêm, dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn có chiều dài tuyến 101,6 km từ trạm biến áp 220 kV Bắc Giang đến trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn. Việc hoàn thành các dự án có ý nghĩa quan trọng giúp tăng trưởng khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực lân cận, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với những tình huống cực đoan bất lợi như nắng nóng kéo dài trên 38 độ C, phụ tải vượt 23.000 MW, thủy văn diễn biến không thuận lợi, cần tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp về tiết kiệm điện. Tại buổi họp báo mới đây, bàn giải pháp khắc phục tình trạng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, theo yêu cầu của EC, tàu đi đánh bắt hải sản phải có nhật ký, nhưng hiện nay chủ yếu là hồi ký chứ không phải là nhật ký. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, 10 tàu ghi giống nhau thì không phải là nhật ký. Hiện chúng ta mới quản lý được khoảng 40% tàu cập bến đúng quy định, và trong đó sản lượng cá đi theo tàu cũng chỉ quản lý được 25-30%. Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm vẫn kéo dài thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh một số giải pháp mạnh tay như tăng thêm 6 thiết bị theo dõi phạt nguội những tàu vi phạm, đồng thời bổ sung quy định phạt cả chủ tàu lẫn máy trưởng, không để tình trạng chủ tàu trả lời tôi chỉ cho thuê còn không biết tàu đi đâu là xong, và cho phép cảnh sát biển cũng được xử lý các tàu vi phạm. Mục điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Lan Vy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Mời Lan Vy. Cảm ơn anh Thái Hùng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Lan Vy và Thế Hùng thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.